Như mỡ gà ấy. Sắp mai giờ này. Như bong bóng trong xì ra. Phòng kia có điều hòa nữa. Thôi cái qua đây, qua đây, qua đây không được. Được còn sáng. Còn đau nữa, bình tĩnh mà cảm nhận. Mới nặng một ẩn xí đau rồi. Mới có 3 phút. Còn đau dài dài. Một ngày mà rung. Quay à? 12 cái. Được không chị Hà? Được 12 cái không? Hình như ông cô này là hồi trước đi rồi. Chung là ra cũng không nhiều lắm đâu. Trong được gần 6 à? 6 cái thì lo mới sợ. Nhìn dạy không phải dạy. Nhiều khi qua ta được 2 cái. Cái này là cái cục chiếu à? Tôi tưởng một cục cũng ở trong. Không, cái cục mà ấy lâu ngày là cũng thành thứ lâu dục chiếu ra luôn.
Bà này nữa đi theo. Chưa xin hiện thầy. Chứ đang làm rồi anh ơi. Anh Hoàng thấy em xin được một thanh thôi. Cái kéo luôn chứ, chưa kéo luôn hả? Nãy rồi anh kéo luôn. Thôi chuyện gì nữa. Ở đây đâu có người được cao, nhưng mà thấy là cái này anh thấy đường đi. Thấy đường mặt trượt là 20 phần lần. Nó, khách ở đó là lên cầm cái đầu anh vô này lên cầm đầu. Đúng không? Bị lắm, bị đoạn đầu mà đang đó. Cái này không phải là muỗng. Ô bà đạo không vậy? Không. Ô bà đạo ông thúi chứ chịu nổi rồi. Thúi là chị ung thư mũi thôi. Còn này hay là không thúi. Đang chưa đã. Cho bà xem video. Nhớ bên đầu chỗ mà cho nên có cục mây lắm. Lâu rồi, cả năm rồi, chưa làm lại. Mưa rồi. Mưa rồi.